Ngày 9 tháng 8, tàu số hiệu 366 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá QB98215TS bị sự cố hỏng máy cùng với hai ngư dân gặp nạn đang có tình trạng sức khỏe ổn định cho đồn biên phòng Lý Sơn thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Theo vụ việc, lúc 6 giờ ngày 8 tháng 8, tàu cá QB98215TS bị hỏng máy chính cũng như máy phát điện, sau đó thả trôi trên biển Đông ở phía đông nam Lý Sơn tại tọa độ 15,13 độ vĩ Bắc, 109,58 độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn 47 hải lý. Lúc này, trên tàu có thuyền trưởng Phạm Văn Tê, 47 tuổi, cùng thuyền viên Phạm Văn N, 22 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ngay khi nhận thông tin từ Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia, Cục Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, lập tức Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu mang số hiệu 366 đang làm nhiệm vụ trên biển đến tiếp cận khu vực để tìm kiếm tàu cá và cứu các ngư dân gặp nạn. Thời điểm tiếp cận cứu nạn cứu hộ gặp thời tiết diễn biến phức tạp, cho đến 20 giờ 45 phút cùng ngày 8 tháng 8, tàu số hiệu 366 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn cùng các ngư dân để lai dắt về tới cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn ở thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.